biết cái tên của chú chó này, tên đó là gì hả Tâm ha? Dạ Sam ạ. Chị đó gọi cho em lúc mấy giờ? À, chị đó gọi cho em mới đây. Đây đây, điện thoại đây. Chị đó tên là gì em biết không? À, chị đó để em trả lời nha. Chị đó báo với em là chị đó tên Như anh. Như hả? Dạ. Thì chị đó chia sẻ như thế nào về cái chú chó này? À, thì chị đó có nói là hồi trước á là từng có nuôi một bé Rottweiler. Xong rồi cái là cuối cùng á do ở chung cư cho nên là phải cho một người quen ở dưới Long An. Nhưng rồi cuối cùng là sống với người dưới Long An được mấy tháng á, thì bé đột nhiên là bị mất tích. Là bé bỏ nhà đi bị mất tích. Thì hiện tại thì sau đó là không có tung tích gì của bé hết á. Dạ. Chị đó chia sẻ như thế nào ha? À, tên nó là Sam đúng không? Dạ, chị đó nói tên nó là Sam. Và chị sau khi đã coi video mà lúc mà anh Tình quay thì chị đã xác nhận đây là giống là bé Sam của chị đã từng bị mất. Và hiện tại là sau khi em đã thử gọi bé bằng cái tên Sam thì em thấy là bé có một cái phản ứng mạnh liệt, là quẩy đuôi và có thể ngóc lên và nhìn giống như là coi là ai đang kêu tên đúng tên của mình vậy. Vậy luôn á. Dạ. Để mình kêu thử coi. Con chó này nếu mà giống chó Rottweiler kêu đúng Sam tên nó là nó sẽ quắt cái đuôi nha quý vị. Sam, Sam. Nè, Sam, quý vị coi cái đuôi nó nè. Sam. Đó, Sam. Thấy không? Sam ra đây. Quý vị thấy thế Sam, chưa? Ở đây, một lên. Sam. Đó, cái đuôi nó quắt quắt. Cái đuôi nó quắt quắt nha Sam, quý vị. Sam. Tại Rottweiler nó không có đuôi, khi kêu đúng tên nó là nó quắt đuôi. Sam. À. Là đây. Đó, quý vị thấy không? Đúng tên nó luôn. Sam đúng không? Tên Sam ha. Thì quý vị khán giả mà yêu động vật, đặc biệt là loài chó, thì hôm nay là lần đầu tiên Tình có chủ nhận cảm thấy mình rất là vinh hạnh khi đã có sức lan tỏa đến cái chú chó này, đến cái người chủ cũ. Thì cái chị đó muốn là như thế nào về chú chó này, cái hướng đi tiếp theo á? Dạ, thì nãy em cũng có nói chuyện với chị đó, thì chị đó kêu là ví dụ như mà nếu đúng Sam của chị á thì trạm đã cu mang, đã giúp đỡ bé thì thôi thì trạm sẽ nuôi bé luôn cũng được, thì chị đó sẽ hỗ trợ cho trạm một ít để mà chữa bệnh cho bé. À, dạ. Tại vì nó phải nói rằng là một điều đó là đây là lần đầu tiên mà Tình cảm thấy mình, Sam, làm được một cái điều giống như là có sức lan tỏa vậy đó. Thì sau khi up video lên thì chủ đã tìm được chú chó này và chị này cũng vẫn muốn lại để lại trạm ra đây, và sẽ hỗ trợ. Cảm ơn chị gái rất là nhiều. À, có gì chị gái cứ gọi cho bạn Tâm ha. Yeah. Rất là dễ thương ha cả nhà. Nãy kêu tên đúng tên là nó ngoắc đuôi. Này nó ăn lên ký chưa Tâm? Nó khỏe lại đường chút rồi anh, nhưng mà ăn vẫn còn ít lắm. Tại vì cái giống chó Rottweiler này cái điểm yếu của nó chuyên gia bị là gan thận. Dạ. Nhưng mà một khi mà đã cho nó bị gan thận nặng quá là thua, mình không cứu được nữa. Nhưng mà lần hổm là anh thấy nó đi không được á. Dạ đúng rồi, lần hổm là nó yếu lắm. Này, em thì em chích 3-4 ngày liền mà cứ chở nó đi trên xe đó, ngồi chơi trước đó, đi ai cũng nhìn hết á. Ủa nó ngồi lần trước luôn hả? Thì em cho nó ngồi lần trước lại đỡ ảnh. Là một mình em chở đi luôn hả Tâm? Dạ. Chứ nó bự quá sao không làm được. Một hai ngày đầu thì có con Cường chở em ôm, nhưng mà khúc sau thì tại quen rồi ha. Làm đây cái cho nó em chở nó đi một mình. Giờ quen cho chở anh đi một mình luôn. Ừ, đã. Nói chung là một cái sức lan tỏa thật là tình cảm nha. Sam ạ. Khi mà cái giống chó này Rottweiler này quý vị mà kêu đúng tên nó là nó sẽ ngoắc đuôi nha quý vị. Tại vì Rottweiler á, nếu mà các bạn nuôi từ nhỏ đến lớn á thì nó chỉ có một người chủ thôi. Rottweiler chó nó chỉ biết có một lời chủ thôi, nó cũng giống như bạc rê vậy á. Nhưng mà khi mà mình kêu đúng tên của nó, cái trực giác của nó, cái cảm nhận của nó là sẽ cho mình biết được là ok, có người kêu đúng tên mình rồi là giống như chủ của mình vậy. Thật sự thật sự đây là một cái sức lan tỏa đặc biệt, và từ trước giờ mà tụi em đã cứu hộ những cái chú bé này, đây là giống như cái chú bé đặc biệt luôn cả nhà. Một loại một cái loài chó nước ngoài, chú chó này cũng đang tình trạng là sức khỏe đang tiến triển rất là tốt đó. Thì có một chị đã inbox và nói đúng tên, đúng tên của chú Sam. Chị cứ inbox cho bạn Tâm đó. Thì cảm ơn chị Như rất là nhiều. Cảm ơn chị Như đã liên lạc với tụi em để mà cho tụi em biết cái tên của cái chú này. Không kêu kêu đúng tên nó, cái đó là cái nó khác liền ha. Chuẩn bị ngồi á. Chuẩn bị ngồi hả? Tâm kêu nó bu bu, nó không biết, nó không nghe. Kêu Sam giờ nó quắt đuôi rồi quý vị. Sam ơi. Đó, cái đuôi Sam ơi. Đó, chị Như xem thì cũng có thể yên tâm một phần nào vì sức khỏe của chú chó cũng đã ổn định lại được rồi. Vợ đi lại được nha. Kêu con tên Sam nha. Nếu mà nó vui rồi thấy không? Nó vui rồi. Nếu mà chị Như muốn nuôi lại thì sao hả Tâm ha?
Hả? Nếu mà chị Như muốn nuôi lại á. Không, thì thật sự thì nếu mà chị có, nếu mà bản thân chị nuôi nha, chứ mà chị đừng có gửi cho người khác nữa. Nếu thật sự bản thân chị muốn nuôi lại bé, nuôi ở nhà chị á, thì em chấp nhận em sẽ gửi bé lại cho chị để không cho phải chị... mình phải lên chị đó phải lên trực tiếp lên chạm ha, mình trực tiếp lên chạm ha, nhận lại ha. Đúng rồi. Mình làm clip luôn. Tại vì nếu mà sau này có chuyện gì xảy ra chị đó phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Còn nếu mà chị để lại cho chạm á thì chú chó này là phải giữ cửa cho chạm luôn. Đúng rồi. Đây là một trong những thì, chú chó là nhưng mà chị có muốn lên thăm bé thì vẫn tất nhiên ở đây em vẫn đón chào chị, cứ thể mà ghé lên thăm bé rồi thăm các bé ở chạm em luôn. Thì làm clip này là mong rằng chị Như có thể yên tâm một phần nào, thì tiến triển sức khỏe của Sam cũng đã rất là tốt rồi quý vị. Đó, giờ nó đi tê tê quay vòng rồi. Bị ngồi hả? Bị ngồi. Xây 80 vòng mới ngồi. Thì chỗ của Tâm á nước rất là ngập và rất là ẩm thấp luôn. Thì sắp tới đây á Tình cũng kêu gọi nếu quyên góp á là làm theo cái mô hình đó là mỗi chú chó một cái lồng nhỏ nhỏ rồi có thể che mồm để đỡ bị muỗi cắn nè, rồi bị viêm rồi nè quý vị. Thì nếu quý vị nào có quan tâm á thì có thể liên hệ qua số điện thoại của Tình, bởi vì Tình chỉ nhận xây cho những chú chó, xây chỗ ở cho những chú chó và cái chỗ ở của bạn Tâm nó được tốt hơn, để trước hết là chỗ của Tâm nè, Tâm nó có chỗ ngủ để nó ổn định cái sức khỏe, để Tâm ổn định cái sức khỏe rồi nó mới có tinh thần ổn định để nó làm việc tốt hơn. Tại vì nếu mà tính ra Tâm nhỏ hơn anh mấy tuổi ta? Tâm nhỏ hơn anh nhiều tuổi lắm á. Cái con róc này một ngày nó, ví dụ mà một ngày nó ăn khoảng bao nhiêu ký thịt ha Tâm à? À cái này á, tại vì nếu mà đúng một ngày nó ăn cỡ khoảng là 4-5 ký. Ăn khỏe không? Tại một lần ăn của nó là bằng 2-3 thố của những con khác. Mấy con khác ăn một thố mà nó ăn thì riêng nó là 2-3 thố. Đây là tình hình sức khỏe của nó ổn định đây đúng không Tâm hả? Ổn lại chút rồi, mới đầu về là nó đâu đi được đâu, người nó sưng phù lên hết luôn, hai cái chân nó bự vậy nè. Xong rồi cái chích thuốc bữa giờ thì nó đỡ xuống rồi, nó hết sưng rồi. Đây cái nhà cái chân đó nè, vàng xương. Giờ chỉ còn xương với lại da thôi. Da bọc xương. À có cái đầu cái sọ đó nè. Đáng lẽ đúng cái phần này là cái thịt của nó nè, nhưng mà nó ốm đến nỗi mà lòi cái hộp sọ ra luôn. Đây cái hộp sọ đây. Thôi giờ Tâm cho mọi người biết cái mục tiêu sắp tới của mình đi. Thì mình sẽ cái hướng mà mình sẽ xây dựng cái chuồng trại cho các bé sau, tại vì chuẩn bị tới cái mùa mưa nè. Đúng rồi. Thì em có thể chia sẻ được cái hướng sắp tới của cho cái trại của họ của mình không? Dạ. Thì nói chung em cũng mong muốn là các bé có một chỗ ở thật tốt thôi, để vô mùa mưa bão này nè thì mình cũng có thể mà đỡ cái sức khỏe của cho mấy bé, là mình đỡ đi chích cho mấy bé nhiều. Là em sẽ xây cái mô hình là kiểu chuồng, mà kiểu chuồng ở trên mặt đất, là nó sẽ khi các bé có sân chơi luôn, mà khi trời mưa các bé sẽ chạy lên chuồng đó, thì nó không sát đất quá và nó cũng không ẩm hấp mấy. Dạ. Thì quý vị nào có quan tâm đến động vật, địa phương động vật có thể hỗ trợ Tâm thì có thể liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn ảnh nha quý vị. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi ở đây clip này thì Tình cũng xin gửi đến chị Như, là chị Như cứ yên tâm ha. Xem được thì tình hình sức khỏe của chú chó mình đã tiến triển rất tốt. Và rất cảm ơn quý cô bác, quý anh chị đã ủng hộ xem video của Tình trong suốt thời gian qua. Thì quý cô bác, quý anh chị nào có quan tâm đến bạn Tâm thì có thể gọi trực tiếp cho bạn Tâm ha. Chỗ của Tình là chỉ nguyên góp và xây cái mô hình thôi. Rồi cảm ơn quý vị. Rất là dễ thương nha cả nhà. Đó, rất là dễ thương luôn. Thôi chắc em cũng xin kết thúc cái video tại đây nha cả nhà. Đây bà Sam. Ông Sam chứ không phải là bà. Đó, ông Sam. Ông Sam già. Chung là cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này. Thì rất mong là những cái video giống vậy sẽ làm cái sức lan tỏa yêu thương động vật nó sẽ đi xa hơn, và sẽ giúp cho cái trang cái mái ấm nhân tâm này cả nhà. Đây là mái ấm nhân tâm sẽ ngày càng phát triển hơn trong cái cộng đồng yêu thương thú cưng. Thì bây giờ em cũng xin chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe để cùng theo dõi và bước chân theo của tụi em nha. Bye bye cả nhà.